đẹp phết nhỉ. Này tiếc quá, năm nay nó ít hoa quá. Nếu mà cái này mà nó nhiều đến lúc nó rộ để chơi Tết cũng được ấy. Đây các bác, đây là cái bông hoa này các bác, thấy có đẹp không các bác? Nhìn này, màu tươi rất là đẹp nhé các bác nhé. Đây em cũng xin giới thiệu qua các bác, đây là cái bông hoa của cây trà hoa vàng các bác nhé. Đây là các bác nhìn cái thân lá này thì có lẽ là các bác sẽ thấy nó rất là giống cái cây trà xanh mà mình hay hãm nước mình uống ấy các bác ạ. Thế nhưng mà cây này thì nó có khác một chút, đó là cái cây hoa trà xanh ấy thì nó có hoa màu trắng và mình chỉ sử dụng được cái phần lá thôi và phần đọt lon thôi. Còn cái cây này là cây chè hoa vàng thì mình có thể sử dụng được lá và hoa. Thì cái trong ba cái loại trà ấy thì là có trà trắng này và trà đỏ này và trà hoa vàng này, thì em thấy là theo như em được biết ấy thì là cái trà hoa vàng này nó có cái dược tính cao nhất trong ba loại trà, và cái bông hoa trà này thì là mang cái dược tính là tốt nhất. Đấy. Thì trong cái cây trà này thì mình có thể là lấy lá rồi mình sử dụng được này. Và cái phần hoa này này, phần hoa này là phần hoa mà tốt nhất trong cây trà đây. Chúng ta hái hết mấy cái này về chắc cũng được một một lần hãm đi. Đây còn mấy bông nữa. Cái cây trà hoa vàng này thì đặc biệt này lại nở hoa chỉ một vụ thôi các bạn. Nó chỉ nở vào cái dịp cuối năm này này. Cứ dịp cuối năm thì nó có một vụ hoa thôi. Nhưng mà với nếu mà trồng cái một cái cây trà như thế này thì có thể mình sẽ sử dụng được quanh năm. Tại vì mình có thể mình hái lá được về mình sử dụng. Còn đâu thì nếu mà nó nhiều hoa thì mình có thể là mình phơi khô cái hoa này để mình tích trữ, mình sử dụng dần thì cũng rất là tốt. Cái nếu mà mình sử dụng thì chỉ cần 2-3 bông thôi mình đã được một cái ấm trà rồi. Màu của nó cũng rất là đẹp. Cái cây này thì năm vừa rồi nhà em mới chuyển ở cái vườn khác lên, cho nên là cái cây hoa trà hoa vàng này thì phát triển nó rất là chậm, nên là mất một năm thì cây nó mới ổn định được như này. Thì năm nay thì nó rất là ít hoa. Đây ở bên này thì cũng chỉ có vài nụ thôi, vừa rồi cũng có một số cái nụ to, cái bông hoa to rồi. Đây là còn một số cái nụ nhỏ. Cái trà hoa vàng này thì trồng nó nói chung là nó cũng rất là khó trồng các bạn. Nó rất là kén đất. Cái này nó cũng kén đất mà phải có bóng che, bóng ta có nghĩa là tán cây che bên trên ấy, nó không có chịu được ánh nắng trực tiếp đâu. Đây trước đây thì vừa rồi thì nhà em trồng nhà em phải che lưới. Nhưng vừa rồi thì có một trận gió lốc thì nó bị tung hết cái lưới này đi các bạn. Bây giờ nó mới bắt đầu cây nó một năm thì cây nó mới ổn định như này. Khi mà cây ổn định rồi thì có thể nó chịu nắng được. Thế nhưng mà lúc mà mình bắt đầu mình trồng thì cây phải che nắng. Đấy. Một năm thì cây nó mới ổn định lá được như thế này. Tại vì cái cây trà hoa vàng này thì chỉ có một năm thì nó bung một lần lộc thôi các bạn. Chứ nó không như những cái cây khác. Thì nó cứ những cây khác thì có thể là nó chỉ cần ẩm thôi là nó cứ bung lộc ra. Tốt là bung lộc ra, nhưng mà cái cây này thì cây trà, cái giống trà hoa vàng này thì chỉ một năm nó bung một lần lộc thôi, cho nên là nếu mà mình chăm tốt vào đầu xuân này thì nó bung một đợt lộc. Cây trà hoa vàng này thì cả lá cả hoa thì đều sử dụng được, cái lá của nó và hoa của nó thì rất là tốt cho những cái người mà bị hay bị huyết áp này, tim mạch này, mỡ máu đấy, thì cái lá trà hoa vàng này mình lấy về mình hãm uống, hoặc là hoa trà hoa vàng này thì mình hãm uống này các bác. Xin được ôm ấm ấm trời ra khi sướng kinh. Úi giời. Được ôm ấm trời ra. Chạy đi. Chạy đi. Tung tung đi. Cái mông thẳng lì như thế này mà vẫn bị kêu là gầy. Đó. Gầy thì cái vai đây u hết ra này. Yeah.
Đấy các bạn, nhìn như như một đứa trẻ con chỉ thích được chơi thôi. Có khi gia đình nhà em có bận ấy, nhà khi nhà gia đình nhà em bận cũng không có thời gian để chơi cùng các cái con, những cái con vật nhà mình nuôi ấy. Nhiều lúc thì đi làm về thì chỉ có một cái lúc nào đấy để âu yếm chúng nó tầm khoảng mấy phút thôi, chẳng có thời gian để mà chơi với chúng nó. Thì mấy ngày hôm nay trời thời tiết nó cũng lạnh thì vợ chồng em không có đi lên rừng được. Thì đi lên rừng thì thời tiết này nó lạnh lắm, thế cho nên là cũng không có đi được. Thì hôm nay có ở nhà thì quanh quẩn vườn tược một chút thì nó đi ra, nó cứ đi theo xong rồi nó thích chơi như là một đứa trẻ con luôn các bạn. Chỉ thích được nô đùa chạy nhảy. Không biết là sau này lớn lên thì tính cách nó có đầm tính hơn không, hay là nó lại vẫn còn cứ tinh nghịch như cái những cái lúc như này thì nữa không biết. Rất là thích. Đấy, một chú nghé rất là đặc biệt. Đặc biệt từ lúc sinh ra. Gành rừng 19 này. Ui, 19 anh đừng, anh dặn vừa thôi.
lại nát. Chín nhũn nhỉ? Nó cái này mấy cây kia chín chim về ăn hết rồi. Cái quả này có ngọt không nhỉ? Ngọt không? Chim ăn nát không nhỉ? Quả này là quả dành dành rừng hay còn gọi là quả chi tử các bạn. Quả này trong đông y hay còn gọi là chi tử này. Cái quả này thì mình lấy về để làm màu tự nhiên. Ví dụ như cuối năm này thường là rất nhiều gia đình hay làm mứt mứt dừa đấy các bạn. Thì lấy cái này về để làm màu tự nhiên của cái màu vàng. Thì nhà em sẽ hái mấy quả này về để đầu năm thì thường là nhà em hay nấu xôi vào mùa 1 Tết ấy, thì nhà em hay nấu xôi màu vàng. Cho nên là em sẽ lấy về em để tủ lạnh mà để dự trữ đến tới này mùng 1 Tết thì nhà em hay là nấu xôi màu vàng để thắp hương. Nên là em sẽ để phần mấy quả này. Thì thường là những cái quả như thế này thì mình làm màu tự nhiên thì nó sẽ rất là đẹp. Màu vàng nó rất là đẹp các bạn. Đây các bạn nhé. Đây là quả dành dành hoặc là hay còn gọi là chi tử này các bạn. Ôm vẫn ở đây. Đây các bạn. Nhà nuôi gà nhưng mà gà đi tận góc vườn gà đẻ xong là nó ấp ở đây để hôm nào nó lại dẫn con về đấy các bạn. Thì nhà em thì nuôi mấy cái con gà rừng. Thì đây gà rừng thì bản năng của nó vẫn có cái kiểu bản năng là nó không thích nó không thích có đẻ ở nhà. Cho dù làm tổ ở nhà nó cũng không thích đẻ, nó cứ thích tự tìm cái chỗ nào mà nó thích là nó đẻ xong nó ấp hôm nào nó lại dẫn con về các bạn. Đấy. Thế nó có quan hay lại dẫn về nhà ở, nhưng mà đẻ thì đi kiểu tính xa xa người ra. Thế mà mưa gió thì không sợ à hả? Cái đấy nó bụi nó kín gió. Dạ. Đấy, cứ đi lên lên lúc nào cũng lên đến tận góc vườn như này đẻ này. Ở nhà thì không đẻ. Bim bim. Theo cá. Thế này lại ăn hết quà rồi, ăn hết quà của các anh rồi. Chia cho rách miếng con, rách miếng. Đòi. Ôi giời, thế này thì có mà chia hết gói bim bim. Gấp lại đến chột kìa. Lại chột lại bi nữa. Rồi. Thôi. Hết rồi còn đâu. Cho đòi. Hết rồi. Đi, ăn mất ngay cuối cùng đi. Để cho nó ăn. Mập. Ôi giời, ăn hết của anh rồi bây giờ đấy. Lại đi xin. Có cái thể loại, trâu bò, người ta chỉ có ăn bò thôi. Mình lại đi ăn bim bim, mới lại ăn bánh kẹo thế này.
Trời ơi, đòi 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 rồi rồi. Hết rồi còn đâu? Còn không còn? Hết rồi còn đâu?